Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn một cuốn sách về tự động hóa rất là hay. Thì cuốn sách này của nhà xuất bản Pháp Kỹ Thuật. Thì tên cuốn sách là Tự động hóa với Symantec F700. Thì nội dung về cuốn sách này sẽ chủ yếu nói về các lệnh và của cái trên những đoạn mã STL. Thì như các bạn đã biết, mình làm về tự động thì rất ít cái cuốn sách mà nói về hướng dẫn mình về ngôn ngữ STL. Thì đây là một cuốn sách rất là hay, sẽ nói về cái ngôn ngữ lập trình STL. Nếu có bạn nào mà muốn tìm tòi học hỏi về ngôn ngữ STL thì các bạn nên đọc cái cuốn sách này. Thì mình sẽ vào. Đây là lời giới thiệu thì các bạn nên đọc qua một lần. Đây là từ Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mình đã đọc cuốn sách này và mình cảm thấy rất là hay, nên mình muốn giới thiệu cho các bạn để các bạn cùng đọc. Và mình sẽ để link bên dưới để các bạn tải về. Thì nội dung của cuốn sách này thì nó mới cho các bạn làm đại sơ bao, là những cái hàm tính toán để rút ngắn, những cái công thức mà về đại số để các bạn rút ngắn những cái chương trình, những cái đoạn mã lại. Thì cái này rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn nên đọc và suy nghĩ để mình có một cái tốt. Cái hai là tín hiệu. Cái này thì sẽ nói về một số tín hiệu trong PLC. Và tiếp theo là thiết bị hạ điều khiển logic hạ trình. Thì cái này là giới thiệu về F700, các phần cứng và các khối OB vùng nhớ là rất là kỹ. Và tiếp theo là ngôn ngữ STL. Thì tất cả các nhóm lệnh của STL đều được miêu tả trong cái chương này. Và tiếp theo nữa là kỹ thuật lập trình, thì sẽ giới thiệu các bạn cách lập trình các khối, gọi các khối và sử dụng tất cả các khối. Và tiếp theo nữa, chương 4 là sử dụng step 7, thì này sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một chương trình. Và tiếp nữa là những cái điều khiển mờ với F7300 và module PID. Thì cái này các bạn nên chia thời gian ra và các bạn đọc cuốn sách này. Mình khuyên đây là một cuốn sách hay nha, về PLC. Thì mình sẽ giới thiệu sơ các chương cho các bạn để các bạn vào các bạn đọc và các bạn có định hướng. Thì đầu tiên là cái đại số bao. Đại số bao này sẽ nêu nguyên tất cả các hàm tính tổng và hàm tích để các bạn các điều kiện miêu tả các điều kiện mà các bạn gặp khi các bạn viết chương trình. Và để miêu tả những cái đó thì họ dùng đại số bao. Thì các bạn đọc thì các bạn sẽ hiểu và ứng dụng được trong lập trình để cái đoạn chương trình mình ngắn lại. Đó là cái ý nghĩa. Thì các bạn đọc vào thì nó trong này sẽ có nhiều cái chương trình, nhiều cái để rút ngắn lại, rút gọn lại những đoạn chương trình mà các bạn sẽ bị trùng. Thì các bạn đọc thì các bạn sẽ có định hướng để rút ngắn lại. Đây là chương đại số bao.
Cái chương này mình khuyên các bạn nên đọc kỹ nếu các bạn muốn làm cho chương trình ngắn lại. Còn tiếp theo là biểu diễn số về biểu diễn tín hiệu số, thì đây sẽ miêu tả tất cả các tín hiệu và các hành vi để các bạn hiểu hơn về chúng, và cũng có những cái ví dụ để cho các bạn hiểu. Tiếp theo là thiết bị khả trình, thì chủ yếu giới thiệu về PLC, thì cái này các bạn nên đọc nha, mình khuyên các bạn nên đọc vì nó là bằng cứng, thì các bạn sẽ nắm được. Mình có một cái chương, mình có một cái video nói về phần cứng á, thì cuốn sách này nói cũng rất là kỹ về những phần cứng, thì nó rất là quan trọng nha các bạn. Chương này các bạn phải đọc, phải nắm rõ từng module, vị trí module, module vị trí nào là nguồn, vị trí nào là CPU. Giống như vị trí này, slot 1 là các bạn chỉ để nguồn thôi, không để được vị trí nào hết. Slot 2 là CPU, các bạn chỉ để được CPU thôi. Slot 3 là truyền thông, thì các bạn chỉ có một module truyền thông thôi. Tất cả các module tiếp theo là SM. Tiếp theo nữa CB cũng là truyền thông và FM. Các bạn nhớ nha. Thì trong đây cũng sẽ hướng dẫn kỹ các bạn về phần cứng, các vùng nhớ, các bạn đọc kỹ và hiểu, cố gắng hiểu từng thư một nha. Cái này rất là quan trọng, kể cả vòng quét chương trình nha các bạn, để các bạn có một cái tư duy lập trình. Nếu các bạn mà bỏ qua những cái này, các bạn đọc sơ ra, thì các bạn sẽ không rất mất thời gian để hiểu một người một cái chương trình, một người kỹ thuật người ta viết ra. Người ta viết kỹ thuật, người ta cũng dùng trên những cái phần cơ bản như từ phần cứng này ra, nên các bạn phải đọc nha. Tiếp theo là ngôn ngữ STL, thì trong đây có miêu tả cho các bạn STL là cái ngôn ngữ tổng thể mà bao gồm cả Ladder và FPD, là ngôn ngữ có những cái đoạn chương trình các bạn không thể viết được bằng Ladder và FPD, mà các bạn chỉ có thể sử dụng STL để viết lập trình thôi. Nên cái ngôn ngữ STL là cái ngôn ngữ mà gian kỹ thuật mà họ viết giỏi á, họ sẽ dùng STL rất là nhiều. Đây là tất cả các câu lệnh toán hạn từ cơ bản tới phức tạp, thì các bạn đọc và các bạn lưu trữ lại để lúc cần các bạn đọc nhiều thì các bạn sẽ quen thôi. Đây có hướng dẫn hết nha các bạn. Đây là STL, có những mỗi một đoạn đều có những cái chương trình ví dụ hết, các bạn đọc rất là dễ hiểu. Cả những cái hành vi dịch chuyển, hành vi những cái này có nhiều bạn muốn game, cũng có nhiều bạn viết chương trình sử dụng rất là nhiều. Thì những đoạn này chủ yếu là về chương trình và giới thiệu các bạn các đoạn chương trình, thì các bạn đọc, các bạn nghiên cứu nha. Mình sẽ lướt qua bằng này để các bạn nắm hình dung được cái tổng thể của cuốn sách này. Thì phần STL này rất là dài,
Tiếp theo là kỹ thuật lập trình. Thì lập trình chương này thì sẽ hướng dẫn các bạn một số kỹ thuật, một số cái mà liên quan với nhau, từ cách viết các hàm chương trình con để đối ưu một cái chương trình trình như thế nào. Thì trong chương này cũng rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn phải đọc, cũng phải đọc cái chương này. Chương này sẽ nói về rất nhiều về cách lập trình và sử dụng vùng nhớ. Nên chương này rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn cố gắng đọc luôn bộ phần này. Và song song đó thì sẽ có những cái bài tập và hướng dẫn làm những bài tập này, thì sẽ giúp cho các bạn có những cái hình dung hơn. Thì chủ yếu từ đoạn này về sau là hướng dẫn các bạn cách lập trình. Và chương tiếp theo là hướng dẫn sử dụng tab 7. Thì cái này các bạn chỉ xem sơ thôi, cái này có hướng dẫn rất nhiều trên YouTube rồi. Chương này các bạn không cần xem cũng được. Điều khiển M với 7300 thì chương này cũng rất là hay. Các bạn có thể đọc sơ về chương này cũng được. Nhưng chương này thì các bạn không đọc vẫn được, tại vì nó cũng không quan trọng lắm. Đó là những cái cơ bản thôi. Các bạn đọc cho biết cũng được. Tại vì nếu các bạn đọc nhiều quá nó cũng sẽ rối. Nên mình chỉ nói những cái chương quan trọng cho các bạn tập trung thôi. Chủ yếu những chương đó các bạn đọc thôi cũng mất một khoảng thời gian rất là dài rồi để hiểu hết. Có thể các bạn đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui 4-5 lần các bạn mới hiểu đó, chứ không phải các bạn đọc một lần là các bạn hiểu được đâu. Và tiếp theo là module PID.
Thì chương này rất quan trọng nha các bạn. Chương này thì mình sẽ sử dụng để lập trình rất là nhiều, nên các bạn phải đọc chương này kỹ vào. Trong chương này thì cuốn sách cũng nói rất là rõ từng phân đoạn PID hết. Các bạn xem và các bạn đọc để các bạn hình dung ra và các bạn xử lý, các bạn viết chương trình. Mình cũng có một cái video hướng dẫn về PID riêng thì các bạn cũng có thể đón xem. Các bước sử dụng cái này thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Nhưng khi các bạn coi video đó và các bạn đọc thêm những cái này thì các bạn sẽ hiểu sâu hơn. Thì hết chương rồi, thì các bạn hết cuốn sách rồi. Mình đã giới thiệu cho các bạn một cuốn sách. Cuốn sách này tương đối rất là hay, theo mình đánh giá như vậy. Và mình khuyên các bạn nên đọc cuốn sách này nếu các bạn muốn lập trình giỏi. Cuốn sách này rất quan trọng nha các bạn. Nó là cái bước nền, bước cơ bản để các bạn đi vào lập trình chuyên nghiệp. Nhưng mà nó cũng sẽ tốn của bạn rất nhiều thời gian để các bạn hiểu được cuốn sách này. Thì hy vọng cái video này sẽ giúp được các bạn có thêm một cái nguồn dữ liệu từ một cuốn sách hay mà mình đã giới thiệu. Thì link download cuốn sách này mình sẽ để bên dưới video, mô tả video. Các bạn xem và các bạn đào về nha. Chúc các bạn kênh xem kênh của mình vui vẻ và có nhiều kiến thức bổ ích hơn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.